Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã tổ chức buổi trao thưởng cho 9 học sinh đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm học 2021-2022. Đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và trao phần thưởng cho các em học sinh. Dự tại buổi lễ có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hội khuyến học huyện, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở Lê Đình Chinh, trường trung học cơ sở Kiên Thọ và các em học sinh cùng các bậc phụ huynh học sinh về dự đông đủ. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Trong kỳ thi này, huyện Ngọc Lặc đã có 9 học sinh xuất sắc đậu vào trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, trong đó trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh là 8 em và trường Trung học cơ sở Kiên Thọ là 1 em đã trúng tuyển với thành tích khá cao. Đây chính là kết quả đáng tự hào của huyện cũng như của ngành giáo dục huyện trong năm học 2020-2021 là một năm học đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của huyện ủy, sự phối hợp hiệu quả của các phòng ban ngành đoàn thể, các cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ giáo viên học sinh huyện nhà nên đã gặt hái được những thành công đáng kể. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện và Hội khuyến học huyện đã trao thưởng cho các em học sinh trúng tuyển vào Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa. Phát biểu chúc mừng các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi vừa qua cũng như ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành giáo dục huyện trong năm học 2020-2021, đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng trong học tập của tập thể, các nhà trường, các thầy cô giáo bộ môn và các em học sinh đã thi đua dạy tốt học tốt để đạt thành tích cao trong năm học 2020-2021 cũng như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Vinh dự và tự hào khi huyện Ngọc Lặc có đến 9 em học sinh trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa, một ngôi trường chất lượng cao và có tuyển đầu vào khó nhất tỉnh. Đồng chí mong muốn các học sinh trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục cố gắng trong học tập và đạt kết quả cao, xứng đáng với sự kỳ vọng của huyện, của các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh. Các em chính là tấm gương sáng để các học sinh trong toàn huyện noi theo và cũng chính là động lực để các lớp học sinh tiếp theo tiếp tục phấn đấu học tập tốt. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn sau này các em sẽ trở thành những nhân tài trí thức, những công dân tiêu biểu, cống hiến trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.